Xin chào các bạn, ngày hôm nay An Phát Computer sẽ gửi tới cho các bạn một phần quà giveaway, đó chính là tai nghe Siberia trị giá hơn 1 triệu đồng. Nếu như các bạn chưa xem video về tai nghe Siberia này thì đường link đánh giá mẫu tai nghe mình sẽ để ngay dưới mô tả video. Cách thức tham gia thì cũng rất là đơn giản. Bước 1, like, subscribe kênh YouTube của An Phát Computer và share video này dưới dạng công khai trên Facebook. Bước 2, hãy chọn 3 con số may mắn là đuôi số điện thoại của các bạn kèm link Facebook đã chia sẻ công khai. Bước 3, hãy chờ đợi một video livestream quay số trực tiếp vào ngày 25 tháng 7 năm 2020. Và sẽ có một số lưu ý nhỏ khi tham gia. Comment của người chơi phải là comment duy nhất và không chỉnh sửa. Bài viết chia sẻ dưới dạng công khai trên Facebook và tài khoản chia sẻ phải là tài khoản có hoạt động. Nếu là tài khoản clone thì sẽ bị loại ngay lập tức. Nếu có bất kỳ bạn nào trùng thì chúng mình sẽ chọn bạn có comment nhanh và sớm nhất. Cách thức lựa chọn người trúng giải sẽ được quay trực tiếp trên random.org và hạn cuối tham gia sẽ là 15 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2020. Chúc các bạn may mắn trong đợt giveaway lần này.